Mình phải làm cái gì đó mới được. Không hiểu cái kiểu gì mà ở cái xóm này cứ 9 giờ sáng là mất điện. Sinh viên toàn là tương lai của đất nước mà đất nước chả chăm sóc gì. Để nóng lực thế này. Ê, hả? Sao mất điện mà mày có nghe cái tiếng loa loa tiếng gì không? Cái kiểu cầm loa kìa. Và ai trời này mà đi cầm loa thế? Mày Dũng ơi, dạo này cái Yến ông Sáng ấy, mày có thấy thiếu thiếu cái gì không? Lâu không bị Tào Tháo đuổi nhớ em nha. Nói chung là tao sợ em nhiều lắm rồi đấy. Sao lại sợ? Đáng yêu thế mà, mày điên à? Yêu đi. Đáng yêu thì mày yêu đi, đổ tao làm gì. Nó xếp như mày. À, Yến. À, chào Yến, Yến mới sao? Ngồi đây làm gì đấy? Mất điện nên là phải ra ngoài đây ngồi ấy. Nóng quá. Nóng như này á. Cái này cho các cậu này. À, cái gì đây? Bánh bông lan đấy. Tớ đến để xin lỗi cậu chuyện hôm trước nhé. À, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Ôi, cậu khách sáo thế. Mà cậu mua cái này đâu đây? À, cái này cũng tự làm đấy. Cái này là mày tự làm hả? Mới làm sáng nay mà, tao có ăn đi. Tao đã bảo rồi sáng nay ăn vừa thôi mày lại đi đưa tao đi ăn nhiều quá. Ừ, mới có mấy tô bún thôi mà, nhưng mà no thật. Thật lâu sáng nay cho tớ ăn nhiều quá. Mà cứ bảo là bây giờ thằng Đức nó cũng chưa về cơ. Ăn nó giận chết, bây giờ phải chia cho nó ăn nữa chứ đúng không? Giờ đợi thằng Đức về không là nó giận mình đấy. Nên giờ chưa ăn được. Thế thì các cậu ăn hết đi nhá. Ừ, chắc chắn là phải ăn. Ừ, thơm cực mày ạ. Ừ, thèm lắm rồi ấy. Không, tôi có giận cậu đâu mà. Không sao đâu. Về luôn nào. Về đấy nhá, về đấy nhá. Chào Yến. Đừng giận tôi nhá. Chào Yến. Tao phải nhắc lại với mày ấy, cái này là do Yến làm. Tao biết, nhưng mà bây giờ đói lắm. Đói thì thôi tính nó nấu cơm mà ăn. Chứ bây giờ ăn cái này vào à, tao rượt lên vô mấy hôm phải cháo gà, tao sợ lắm. Bây giờ giải quyết này làm sao nhỉ? À, tao có một cách. Nói xem nào. Mày có nhớ mấy lần trước thằng Đức nó hay chơi mình không? Bây giờ mình sẽ chơi lại nó. Như thế nào? Tức là cho nó ăn cái hộp bánh này. Em đừng có buồn nữa. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó là thôi. Thôi rồi, thì bây giờ anh về phòng trọ anh bảo mấy thằng trong xóm ấy, nó sẽ vào kia thử xem thế nào. Còn việc bây giờ của em ấy là ôn thi cho tốt vào, mai thi rồi đấy, mọi việc cứ để anh lo nhá. Cuộc sống đôi Đức kiểu đôi lúc lắm nhưng buồn bề. Tiên nó khóc hay sao mày ạ? Đôi lúc khiến ta quên đi những tiên phải khóc không mày? Chú em về phòng ngủ đi, mai thì đi ấy, nhá. Đức mới về à? Ê! Hai đụt, xin lỗi, sao mà hai mày lại ngồi đây? Trời nóng quá. Mất điện rồi mày ạ. Mất điện à? Ủa, mất điện à? Nóng quá. Cái gì đây? À, bánh này là do em Yến à, cái này là lúc sáng Yến nó sang ấy. Thế là nó mua ngoài cửa hàng ấy, mua cho tao với Dung ăn ấy. Nhưng mà nó mua nhiều lắm. Nó mua tận mấy chục cái cơ. Sáng tao với Dung ăn no hết cái bụng. Còn mỗi cái nhớ đến mày. No. Để cho mày đấy. Thật đó. Ừ. Sao mày hai mày tốt vậy nhỉ? Nào anh em chẳng tốt các bạn tay no rồi. Đưa cho ăn gì? Ăn đi. Ăn luôn đi. Ok, tao về đi.
Thôi ăn luôn đi. Ăn luôn đây, ăn luôn đây. Mẹ sao máy nóng lắm. Để lâu ăn được lát. Lên cho vui. Chẳng gì. Mua đóng cẩn thận này. Mua ngoài cửa hàng mà. Ngon lắm ấy. Ăn đâu? Ăn đi, tao no rồi mà. Thì mình ăn nha. Thử xem thế nào. Sao, sao, sao? Ngon, 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 ngon không? Đi thế nào? Có sống hay chín gì không? Để tao muốn lại ta. Nó xuống, 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 xuống kìa. Có thấy cái gì lạ lạ không? Đó, miêu tả đi. Cảm xúc ngoài là gì? Nó xuống, nó xuống, nó xuống. Ngon, ngon đúng không? Thế nào rồi? Thế nào dựng tao thì tao chẳng có cảm giác gì cả. Để tao thử lần nữa nhá. À, ừ. Đó, thử đi. Thử đi, thử. Nốt chưa? Bụng có thấy bị ăn à, không, 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 không. Ăn đi, ăn đi. Sao, sao, sao? Hả? Sao? Chẳng có cảm giác gì cả ấy. Thế nào nhỉ? Cái từ lần nữa đi. À, thử nhá. Ừ, thử nhá. Thằng này mà. Ừ. Mà ta ăn nó rồi. Chân lo sao lại khỏi gì? Biết đâu cái này nó khác. Ừ. Thử cái này này, cái này cũng cam này. À, mày thử bé miếng bé thôi, sao thử miếng to thế? Ơ, cái thằng này. Mày nói đâu mà miếng bé làm sao biết được cái gì? Thử nhiều mới biết được nhiều vị đúng không? À, thôi, thôi, thôi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? À, ý là ngon hơn. Thì no hơn không? Nhưng mà theo tao nghĩ thì tao phải uống thêm cốc nước nữa thì mày tao mới biết được cảm nhận. Ờ, không, 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 không. Ô, đi, ô đi. Đã có vị gì chưa? Đấy, ngon chưa? Chẳng biết nó như nào cả. Chứ biết nào lại thử lần nữa nhá. À. Lần này. Thì thôi. Mà thử nó to rồi. Thế nào, thế nào? Bụng, bụng. Thật thử một ngốc. Ừ. 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 Thì hơn 20 năm một đời rồi. Mà tao chưa thấy cái bánh nào nó ngon như thế này ấy. Mệt quá. Có mỗi miếng bánh mà bọn mày lùa tao từ nhà đến đây. Bọn mày không biết mệt. Thế, thế nghĩ là loại em Yến. Em nấu ăn ngon chứ. Không phải toàn giữ mình thôi. Mà cũng lạ cơ. Thế Yến không hiểu sao có mỗi cái làm cái bánh này là nó làm ngon này. Còn lại mấy cái khác chẳng bao giờ nó làm được ấy. Bọn mày không biết được đấy à? À mà, hình như là hôm nay em Tiên có chuyện gì buồn à? Ờ, Tiên có chuyện buồn. Nó khóc nhiều lắm ấy. Tao thấy nó đi vào với mày ấy. Thế thì chiều nay hai thằng mày vào kia giúp tao nhé. Để rồi một ngày lại trôi như thế. Tình sắc nơi đuổi theo những dòng xe. Rồi khi cô đơn đi trên lối về. Đoạn đường hôm nay bỗng sao quá xa.